Chào anh em buổi trưa nhá. Anh em ăn cơm chưa? Anh em nào ăn cơm rồi thì mời anh em uống nước nhá. Có người uống nhá, có tôi nhá. Ồ, chào ba người. Chào anh em. Anh em ăn trưa chưa? Anh em nay công việc sao rồi? Công việc nhà em nay thế này thôi. Đang phục vụ hai khách hàng bị lúc bê máy hết nhớt. Đó, cả ngày làm được như vậy các bạn ạ. Làm ăn thất thu quá. Anh em ăn trưa chưa? Phải chi cái thằng Facebook mà nó bảo chào anh em một cái nó có âm thanh luôn thì tốt với mấy ha. Đang chuẩn bị gửi cái bộ này về Đắk Lắk. Thì có một anh Honda. Anh ấy mang ra anh nhờ kiểm tra dùng con SCU. Thì các bạn nhìn đây, chia sẻ anh em cái ban bệnh này luôn ha. Cái bình thường á, nếu một con SCU tốt á thì chúng ta nhấn vào cái công tắc đánh thức này thì cái đèn chốt từ sẽ sáng lên, đèn khóa smart key sẽ sáng lên. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra này, tìm xe được này. Đó, bấm tìm xe vẫn được ha. Rồi, bấm báo động vẫn được luôn. Đó. Dùng này. Đó, vẫn hoạt động bình thường. Rồi. Thế nhưng mà bây giờ cái này đang ở màu xanh này. Là chúng ta nhấn vào núm khóa. Đó. Cái đèn báo smart key không sáng này. Cái điện chốt từ không sáng này. Thì có nghĩa chúng ta kết luận là cái con SCU này đang bị hỏng, không cấp được cái điện đến báo smart key, đến chốt từ. Đó. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn là cách để chúng ta kiểm tra chính xác. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị một cái chìa mới ha. Bởi vì hiện nay ngoài thị trường thì nó có một cái ngoài thị trường nó có cái trường hợp như sau này. Nó có cái trường hợp đó là khi cái remote này hoạt động bình thường hai chế độ này, nhưng mà nó vẫn không kích được, nó không kích được cái chế độ mở khóa. Đó, thì tuy nhiên là cũng chưa chắc đã hỏng con SCU này. Bởi vì qua tình trạng của khách hàng nói là lúc bị lúc không, lúc bị lúc không, cho nên bây giờ tôi đang nghi ngờ là bị cái remote là phần cao hơn. Vậy thì bây giờ để chắc ăn thì tôi sẽ cài một cái remote mới vào đây. Nếu chúng ta cài cái remote mới vào mà hệ thống khóa hoạt động bình thường thì có nghĩa là hư cái này. Còn nếu chúng ta cài một cái remote mới vào mà vẫn không mở được núm khóa thì chúng ta báo thay con SCU này ha. Rồi bây giờ cách làm như sau anh em quan sát ha. Này, đây chìa mới nha. Chìa mới tinh luôn. Rồi chuyển cả hai chìa về màu đỏ. Đó, được chưa? Cả hai chìa màu đỏ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ấn cái công tắc này xuống, công tắc thêm chìa. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhấn vào đây một lần, nhưng mà trước khi nhấn vào đây chúng ta phải mở cái chìa cũ lên. Rồi chúng ta nhấn đây. Đó, rồi chúng ta tắt cái chìa cũ, mở cái chìa mới. Rồi chúng ta bật khóa lên. Đó, cái này nó không có dấu hiệu ấy này, nó không có dấu hiệu đèn chớp này. Đấy, thì có nghĩa là bây giờ nó không thể thêm chìa được luôn. Không thể thêm chìa được luôn nha. Đó, chúng ta sẽ kiểm tra lại này. Bởi vì bây giờ là cái hệ thống sóng từ của cái remote cũ này này, chúng ta nhấn vào đây nó không thể đánh thức được con SCU nữa. Không thể đánh thức được con SCU. Đó, cho nên chúng ta không thể cài chìa được. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cài nó bằng mã đi ha. Chúng ta cài bằng mã đi. Rồi cài bằng mã thì bây giờ chúng ta phải lấy mã ID ra trước ha. Cái này nó không còn mã ID à? Rồi, để tôi lấy mã ID đã ha.
Anh em chờ chút nha, lấy mã xong rồi chúng ta test. Tại vì tôi đang nghi ngờ cái chìa này hỏng, xác suất cao này. Có đèn của em luôn à? Có đèn bác sĩ. Cái kia chiều lấy ha. Dạ. Giờ này. Chúng ta có mã rồi đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nhập ID để mở cái chìa mới lên. Cái chìa cũ chúng ta bỏ đi ha. Cái chìa cũ vứt đi, không sử dụng nữa. Về đi, ba là chiều lấy. Rồi, chúng ta vứt cái chìa cũ đi nè. Chúng ta dùng chìa mới ha. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ nhấn vào đây. Đó là để chúng ta sang chế độ cài chìa. Rồi, mã ID của nó là không đứng đầu. Rồi, chúng ta nhấn vào đây một cái nè. Rồi, bắt đầu nó sẽ nháy. Thì là chúng ta coi như là số 0. Rồi, số 4 thì nhấn đây 4 lần. 1, 2, 3, 4. Số 2, 1, 2. Số 5, 1, 2, 3, 4, 5. Khi chúng ta nhập đủ 9 số thì cái đèn điện chốt từ này nó sẽ sáng lên. Thì coi như là chúng ta nhập thành công. 1, 2, 3, 4, 5. Một, hai, ba. Rồi, còn một số cuối số cùng số 0. Sau khi nhập xong thì cái điện chốt từ này đèn sẽ sáng lên và chúng ta sẽ mở cái chìa này lên on. Đó, sáng rồi đó, chúng ta mở lên on. Chúng ta bật cái núm khóa lên. Cái này báo hiệu chớp. Rồi, thế là chúng ta đã thành công. Như vậy là quy trình cài chìa của chúng ta và quy trình bắt bệnh của chúng ta đã thành công. Và kết luận là con xe này đang bị hỏng cái SCU. À, xin lỗi, hỏng cái FBO. Rồi, hỏng cái này. Rồi, và bây giờ nó hoạt động bình thường rồi. Chìa mới. Chìa mới. Rồi chúng ta quan sát này, mở núm khóa này. Ok chưa? Đó, điện chốt từ đã hoạt động. Mở khóa lên. Rồi. Đèn này tắt. Ok. Đó là có nghĩa là con SCU không hỏng mà là hỏng cái chìa. Đó. Rồi chúng ta tắt khóa. Chúng ta nhấn vô tắt khóa này. Tắt. Rồi mở ra. Đó. Ok. Đó thì như vậy là coi như là bài học của chúng ta hôm nay là chúng ta đã biết được là xe, những cái đời xe khóa thông minh mặc dù cái remote vẫn tìm xe được, vẫn bấm báo động được, nhưng mà remote hỏng vẫn có thể hỏng. Đây các bạn nhìn nhé, tôi mở lên này. Đó, chúng ta nhấn này, này. Đó, các bạn thấy không, không mở được khóa này. Đó, điện chốt từ không sáng, smart key không sáng này. Đó, thấy không? Không sáng, thấy chưa? Rồi lấy cái chìa mới, rồi nhấn đây này. Đó, đó là một cái chìa hoạt động tốt đó. Ok chưa? Đó, rất là ok. Đó, cho nên là anh em mà tự làm cái bộ này đi ha. Cố gắng làm cái bộ này đi rồi chúng ta có thể kiểm tra không cần xe, bắt bệnh không cần xe, rất là đơn giản. Rồi, chúc anh em thành công nha. Hẹn gặp lại anh em, chào anh em buổi trưa nha. Anh em nào có câu hỏi gì thì đặt câu hỏi ở dưới bài, comment ở dưới nha. Rồi, như vậy là cái con này chúng ta không cần phải sửa nữa.
Đó, chúng ta cứ lắp lại trả khách thôi. Rồi, không cần phải sửa cái này nữa ha. Đó. Cho nên là những cái bệnh này mà anh em mà không xác định chính xác là chúng ta thay nhầm con SCU là hơi uổng phí ha. Đúng không? Thay nhầm con SCU là nó hơi uổng phí. Rồi. Còn đợt tới này mình sẽ đặt một mớ cái rắc dây điện này. Thì anh em nào mà lấy thì mình sẽ ship cho anh em. Anh em tự làm. Còn nếu anh em nào thích mình làm luôn thì mình sẽ làm luôn. Chi phí nó chỉ mấy trăm ngàn thôi ha. Đó. À, này, các bạn quan sát này. Đó. Đang màu xanh nhá. Rồi, tìm xe vẫn được này. Đó. 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 Nhưng mà bấm này. Không mở được khóa. Không mở được khóa, hỏng remote. Rồi, ok, anh em nào cần làm thì thầy sẽ làm cho, rồi xong rồi thầy gửi cho anh em nhá. Rồi, thôi chào anh em đi, mình phải làm việc rồi.